Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Học nghề ở đâu của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Cần Thơ đã từng bước được nâng lên. Điều này thể hiện qua tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau học nghề bình quân hàng năm đạt trên 70%. Công tác tuyển sinh đào tạo trên địa bàn thành phố được thực hiện với phương châm lấy chất lượng, hiệu quả làm mục tiêu hàng đầu, không chạy theo số lượng. Tuyển sinh phải gắn liền với tuyển dụng, việc làm sau tốt nghiệp của người học. Một số ngành đào tạo trọng điểm cấp độ khu vực và quốc tế đang ngày càng thu hút sự quan tâm của xã hội. Phóng sự sau đây được nhóm phóng viên Đài truyền hình kỹ thuật số VTC thực hiện tại Cần Thơ cho thấy rõ điều đó. Hiện nay trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 89 đơn vị dạy nghề bao gồm 10 trường cao đẳng, 14 trường trung cấp, 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, 13 trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục và 43 cơ sở khác có tham gia dạy nghề. Trong thời gian qua, chất lượng đào tạo nghề của các đơn vị trên địa bàn ngày càng được nâng lên. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau khi học nghề bình quân hàng năm đạt trên 80% tổng số học sinh tốt nghiệp. Năm 2018, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp tại Cần Thơ đặt mục tiêu đạt 46.000 người, trong đó tuyển sinh trình độ cao đẳng và trung cấp là 7.500 học sinh, sinh viên, trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng là 38.500 người. Nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo trên tổng số lao động của thành phố lên 72%. Đến nay, các trường cao đẳng trung cấp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu. Đến tháng 10, tuyển mới và đào tạo nghề được gần 41.000 người, đạt hơn 89% kế hoạch năm 2018. Trong đó, tuyển sinh cao đẳng nghề trên 5.400 người, trung cấp nghề gần 2.900 người. Xu hướng học sinh, sinh viên tập trung lựa chọn các ngành như công nghệ ô tô, cơ khí, tin học, dịch vụ du lịch, y tế. Thực hiện cái chủ trương của Bộ với Tổng cục dạy nghề thì địa phương đang triển khai rất là quyết liệt. Thứ nhất là tập trung đào tạo ở các cái trình độ như trung cấp, cao đẳng trở lên. Và cái thứ hai đó là đang tập trung cho các cái nghề trọng điểm ở cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia. Thưa quý vị, trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có 8 trường được chọn đầu tư nghề trọng điểm với 34 nghề trọng điểm. Trong đó, trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ có 1 nghề trọng điểm khu vực là điều dưỡng và 4 nghề trọng điểm quốc gia gồm kỹ thuật dược, hộ sinh, dược, kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. Với hơn 50 năm phát triển, trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đã từng bước khẳng định là cơ sở đào tạo y tế uy tín của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là hình ảnh của các em sinh viên năm cuối ngành điều dưỡng của trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đang thực tập lâm sàng tại khoa ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Tại đây, các em sinh viên được thực tập lâm sàng những kỹ năng nắm bắt về các bệnh và dấu hiệu của bệnh, làm kế hoạch chăm sóc và thực hành những kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh. Với những kiến thức, kỹ năng được học tập và rèn luyện ở trường, các em sinh viên thực tập tại bệnh viện đều được đánh giá rất cao. Thì nhất là về cái ý thức tổ chức của kỷ luật của các em thì cái rất là khá tốt á, chuyện về ý thức đi học là phải chấp hành những cái nội quy của ngoài của trường đưa ra, thì đây là khi đến tới cơ sở thực tập thì phải là chấp hành nội quy của bệnh viện. Thứ hai nữa là về cái kỹ năng của các em khi được đào tạo á, thì các em từ lúc học từ ở trường á, là về cái mô hình, sau đó các em được đi xuống thực tập tại lâm sàng thì những cái kỹ năng của mấy em là tốt. Thầy cô ở trường đại rất nhiều kinh nghiệm, như là khi tiếp xúc bệnh nhân thì ta cần như thế nào, như là ta cần cởi mở, cần như là giúp bệnh nhân là thoải mái, giúp bệnh nhân là quên đi sự đau đớn. Chương trình của trường thì đáp ứng được nhu cầu dưỡng hiện nay, có thể đáp ứng được những điểm lớn, nó cập nhật được những xu thế như là những kỹ thuật mới. Để nâng cao chất lượng đào tạo sát với nhu cầu thực tiễn, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đặc biệt chú trọng đến việc hợp tác với các cơ sở y tế hàng đầu của thành phố, trong đó có Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Theo đó, bệnh viện sẽ là nơi tiếp nhận các em sinh viên của trường đến thực tập lâm sàng cùng với sự hướng dẫn của giảng viên và cán bộ nhân viên của bệnh viện. Bên cạnh đó, giữa nhà trường và bệnh viện luôn có sự trao đổi để nâng cao chất lượng đào tạo, liên tục cập nhật các kiến thức chuyên môn mới cho giảng viên cũng như là góp ý về chương trình học và định hướng về những ngành nghề sát với nhu cầu thực tiễn hiện nay. Khi mà bước vào năm học mới đó, thì bên trường cũng cử người qua làm việc trực tiếp với chúng tôi.
ký những cái hợp đồng và bàn tính là đưa những cán bộ để mà đi qua đây để mà công tác tại các khoa phòng bán thời gian và đồng thời sẽ giảng dạy sinh viên. Ngoài cái cán bộ của trường thì cán bộ của bệnh viện cũng sẽ là tham gia công tác giảng dạy lâm sàng. Được thành lập từ năm 1965, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, vượt qua không ít khó khăn, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ không ngừng nâng cao chất lượng, mở rộng và đa dạng ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đến nay, trường đã đào tạo trên 40.000 cán bộ chuyên ngành phục vụ lĩnh vực y tế. Hiện Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ đang đào tạo 7 mã ngành hệ cao đẳng với khoảng 4.500 sinh viên. Để nâng cao chất lượng đào tạo, trường đã đầu tư cơ sở vật chất ngày càng hiện đại với 3 cơ sở đào tạo, 44 phòng học và 36 phòng thực tập, một thư viện điện tử. Qua đó đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu học tập, giảng dạy của học sinh, sinh viên cũng như đội ngũ giảng viên của trường. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ được thiết kế đổi mới theo hướng tích hợp, lồng ghép giữa khối kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành. Theo cơ cấu lý thuyết chiếm 30% và thực hành chiếm 70%, trong đó 50% thực hành tại bệnh viện và 20% thực hành tại trường. Chú trọng đảm bảo năng lực chuẩn đầu ra của sinh viên ngành y tế, có khả năng đáp ứng đào tạo nguồn nhân lực không chỉ trong nước mà còn tiến tới xuất khẩu lao động. Chương trình đào tạo nhà trường có thể sẽ khác biệt với những cái chương trình khác. Về cái thứ nhất là về chương trình ngoại ngữ. Cái thứ hai là các cái chương trình đào tạo của nhà trường hiện nay đó thì đều tiến hành khảo sát cái nhu cầu của xã hội, phân tích nghề. Theo cái hướng là phân tích nghề, xem có nhu cầu xã hội, yêu cầu người cán bộ y tế từng lĩnh vực ngành nghề họ cần gì, kiến thức cần gì, kỹ năng cần gì, thái độ cần gì và bám sát vô cái nhu cầu xã hội vậy để đổi mới chương trình. Nhờ cách làm trên, tỷ lệ học sinh sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ ra trường sau một năm có việc làm tại các cơ sở y tế chiếm trên 80%. Nhiều cựu học sinh sinh viên của trường đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong ngành y tế. Trước nhu cầu cấp bách về nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành y tế, định hướng phát triển của Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ là tiếp tục xây dựng các hệ đào tạo có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và các nhu cầu khác của cộng đồng. Phấn đấu đến năm 2020, trường trở thành một trong các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đa cấp, đa ngành tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Liên tục đổi mới phương pháp đào tạo, chương trình học sát với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và cam kết việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi ra trường là điều mà nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang tích cực hướng đến. Đây cũng là những điểm thu hút trong công tác tuyển sinh giúp một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại thành phố Cần Thơ vượt chỉ tiêu tuyển sinh trong năm học 2018-2019. Đây là lớp công nghệ may Trường Cao đẳng Cần Thơ. Lớp học được bố trí rất nhiều máy may để đảm bảo mỗi sinh viên có thể thực hành ngay trên máy may sau khi học lý thuyết. Mô hình này giúp các em sinh viên có thể nắm chắc kiến thức và thực hành ngay tại lớp dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Qua đó giúp các em sinh viên có thể nâng cao được trình độ, kỹ năng nghề ngay sau mỗi bài giảng. Ở trường mình thì hướng dẫn những cái bài học rất là cụ thể và áp dụng rất thực tế vào cái việc làm mình sau này. Tụi em được tiếp cận với các máy móc và cũng được học những phần mềm mà nó sẽ phục vụ cho cái ngành của mình. Với hơn 40 năm phát triển, đến nay nguồn lực cơ sở vật chất, con người của Trường Cao đẳng Cần Thơ đủ đáp ứng quy mô đào tạo hơn 8.000 học sinh sinh viên. Trường hiện có 60 phòng học, 7 giảng đường, 6 phòng thí nghiệm lý hóa sinh, trung tâm ngoại ngữ, tin học. Nhận thấy việc giải quyết tốt việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ góp phần thu hút thí sinh vào trường, đồng thời cũng là một trong những tiêu chí quan trọng trong kiểm định chất lượng đào tạo. Thời gian qua, nhà trường đã và đang đẩy mạnh hoạt động này. Đi đôi với đầu tư nguồn lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới chương trình dạy học. Nhà trường cũng đưa ra cái giải pháp. Thứ nhất là cải tiến về cái chương trình đào tạo theo cái hướng đào tạo nghề. Cụ thể đó là cái sửa đổi cái chương trình đào tạo, tăng cường cái thời lượng về thực hành thực tập lên nhiều hơn, đạt khoảng 70%, còn cái phần lý thuyết là 30%. Cái thứ hai nữa là tăng cường về cái trang thiết bị đào tạo cho sinh viên theo từng ngành, từng nghề,
cụ thể để làm sao đáp ứng đào tạo kỹ năng nghề cho các em tốt nhất. Bên cạnh đó, Trường Cao đẳng Cần Thơ rất chú trọng đến việc liên kết hợp tác với các doanh nghiệp, từ đó doanh nghiệp cũng đầu tư trang thiết bị thực hành cho nhà trường, giúp các em có cơ hội cọ sát với công việc thực tế ngay từ trên ghế nhà trường. Việc đẩy mạnh hợp tác gắn kết đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp cũng nhằm phục vụ công tác đào tạo lý thuyết, thực hành và thực tập nâng cao trình độ theo sát với nhu cầu của doanh nghiệp. Do vậy, sinh viên của trường được rất nhiều nhà tuyển dụng đánh giá cao về chất lượng chuyên môn sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh việc hợp tác với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trực tiếp, Trường Cao đẳng Cần Thơ cũng hợp tác với các doanh nghiệp làm cầu nối để tư vấn, định hướng và giới thiệu việc làm cho các em sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Với các lớp sinh viên mà được công ty tiếp cận, định hướng cũng như là hỗ trợ một số các cái mặt chuyên môn, thì khi các bạn học ở trong trường như là cái khoa xây dựng, chuyên ngành xây dựng, thì công ty sẽ định hướng cho các bạn là sang các cái chương trình như là kỹ thuật viên sang Nhật Bản làm việc. Với việc liên tục đổi mới chương trình học sát với nhu cầu của xã hội, chất lượng đào tạo không ngừng được nâng lên. Trong những năm gần đây, Trường Cao đẳng Cần Thơ luôn tuyển sinh đạt chỉ tiêu. Năm 2018, trường tuyển sinh mới được hơn 1.700 học sinh sinh viên, đạt trên 103% kế hoạch. Năm 2017, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp của trường đạt trên 70%. Thưa quý vị, không chỉ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có bề dày lịch sử mới thu hút được học sinh, sinh viên theo học. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới thành lập với mô hình học tập hiện đại cũng thu hút được không ít học viên. Dù là năm tổ chức tuyển sinh đầu tiên, nhưng Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic Cần Thơ đang là địa điểm đào tạo nhận được sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh và học sinh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Từ năm 2018, Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic chính thức mở thêm cơ sở tại Cần Thơ, nâng mạng lưới đào tạo của mình lên thành 6 cơ sở đào tạo tại 5 tỉnh thành trên toàn quốc, bao gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên và Cần Thơ. Với bước tiến mới này, FPT Polytechnic mang đến cho sinh viên các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thêm sự lựa chọn ngành nghề để theo học. Sự khác biệt trong đào tạo của Cao đẳng FPT Polytechnic với triết lý, thực học, thực nghiệp và phương pháp giảng dạy lấy sinh viên làm gốc, giúp người học được sống trong môi trường làm việc thực thụ trong thời gian học tập. Chính vì thế, ngay từ năm học 2018-2019, Trường Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic Cần Thơ đã tuyển sinh được hơn 450 sinh viên, vượt chỉ tiêu đề ra trong đầu tiên. Các bạn ấy sẽ được học 30% lý thuyết và 70% còn lại các bạn ấy sẽ được học thực hành. Các bạn ấy sẽ được thực hành những gì các bạn ấy đã học. Và trong quá trình học, các bạn ấy phải làm lại những gì các bạn ấy đã được đào tạo. Cuối cái môn học, các bạn ấy phải có những cái đồ án, những cái dự án để mà bảo vệ cái môn học đó thành công. Thì xem như các bạn ấy ra trở thành những người thợ rất là lành nghề sau khi đào tạo. Sinh viên theo học tại Cao đẳng FPT Polytechnic Cần Thơ được theo tiêu chuẩn CDIO. Lớp học dưới 40 sinh viên được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Trong thời gian học tập và rèn luyện ở trường, ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được trang bị toàn diện các kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng ngoại ngữ và tin học. Đây là hành trang quan trọng giúp sinh viên Cao đẳng FPT Polytechnic nói chung và các bạn tân sinh viên cơ sở Cần Thơ nói riêng có được nền tảng kiến thức, kỹ năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng sau khi tốt nghiệp. Em thấy cơ sở vật chất của trường rất là tốt. Trường luôn tạo điều kiện cho học sinh học tập trong một môi trường thân thiện và được các giáo viên giảng dạy một cách nhiệt tình. Và em thấy là trường kết hợp với lý thuyết và thực hành thì giúp cho sinh viên sau khi ra trường sẽ có nhiều kỹ năng để xin việc làm hơn. FPT Polytechnic Cần Thơ đảm bảo sinh viên được đào tạo lành nghề để có thể áp dụng ngay vào công việc khi tốt nghiệp. Hiện con số sinh viên thuộc hệ thống Cao đẳng FPT Polytechnic có việc làm trong một năm sau khi ra trường đạt gần 98%. Thưa quý vị, nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng góp phần quyết định sự phát triển kinh tế xã hội. Việc nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Cần Thơ, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và xã hội trong thời gian tới là hết sức cần thiết. Qua đó từng bước góp phần khắc phục tình trạng thừa thầy thiếu thợ và giải tỏa cơn khát thiếu lao động chất lượng cao hiện nay. Đến đây, chương trình Học nghề ở đâu ngày hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.